Xin chào tất cả mọi người, chào toàn thể anh chị em yêu hoa phong lan trên cả nước. Buổi sáng ngày 20 tháng 8 năm 2018, cho phép em gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người có một buổi sáng an lành, một tuần làm việc mới thật là hiệu quả, thật là hạnh phúc. Buổi sáng hôm nay em sẽ cập nhật với toàn thể cô chú anh chị các bạn một ít số giống các loại hoa phong lan rừng thôi. Thì em sẽ đi vào vấn đề luôn. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu mọi người cái hoàng thảo với giống Bắc. Hôm nay em về 30 cân hoàng thảo với giống Bắc, hàng cực đẹp. Bao đẹp cho mọi người nhé. Giá em bán là 150.000 một cân ạ. Rất là nhiều lá. Toàn hàng mê, hàng dề đấy ạ. Đây thậm chí có những dề rất là to. Đấy. Loại này nở hoa màu vàng rất là xinh ạ. Nở hoa vào tháng 2, tháng 3 dương lịch. Tiếp theo ở bên này, kiều tím hôm nay em lại về thêm 20 cân nữa. Và hầu như kiều tím lô là chúng em về cũng toàn hàng dề. Kiều tím em bán 300.000 một cân nhé. Đây sẽ có những dề gần một cân và có những dề hơn một cân. Để mọi người thoải mái chọn lựa. Lấy như thế nào thì cứ hãy nhắn tin hoặc là điện thoại cho chúng em. Hoàng thảo phi điệp vàng 150.000 1 kg. Bao hàng đẹp ạ. Và hiện tại bây giờ là những cái thân hoàng thảo phi điệp vàng đã bắt đầu nứt mắt. Nên là đây là cái thời điểm mà ghép đẹp nhất cho mọi người cùng sở hữu những giò, những mặt hoa hoàng thảo phi điệp vàng thật là xinh xắn nhé. Đang nứt mắt ạ. Rất là nhiều cây và nhiều thân tơ cực đẹp luôn. Đấy. Giá em bán là 150.000 một cân. Trong này em có 4 cân hoàng thảo kim điệp xuân, hàng rất đẹp. Đây. Giá em bán là 150.000 một kg ạ. Đấy. 150.000 một kg, hoa màu vàng những loại này ạ. Hoàng thảo hạc vĩ Bắc này, 300.000 một cân, hôm nay em chỉ có 1 cân rưỡi thôi ạ. Đợt này hàng rất là ít đấy. Tam bảo sắc em bán cả lá xếp, lá chung, lá xếp, lá chung và cây to cây bé lẫn lộn nhé. Giá là 250.000 một kg ạ. Để em bán lẫn lộn, 250.000 một kg, bán lẫn lộn nhé, to bé lẫn lộn. Đấy, em không sẽ không chọn hàng đấy ạ. Có một số cái hàng rất là ưng cái kiểu bán hàng đấy mà còn vừa, bởi vì là vừa có cái to vừa có cái bé để trang trí, vừa ghép vừa trang trí cho nhau, đan xen nhau thì nó sẽ rất là đẹp. Ví dụ như những cây như này cực kỳ đẹp này. Đấy. Đấy, những cây này cực đẹp này. Đấy. Em sẽ bán lẫn. Đây. Trong này kiều hồng nhé mọi người nhé. Kiều hồng phiên hôm nay em bán giá là 280.000 một cân. Mọi người mua 3 cân trở lên em bán 250.000 một cân. Đấy, kiều hồng ạ. Trong này hoàng thảo ú lồi. Hoàng thảo ú lồi em bán 300.000 một kg. Đấy. Mọi người mua 3 cân thì em bán 280.000. Hàng rất là đẹp và rất là nhiều thân tơ nhé. Đấy, mọi người xem đây. Rất đẹp và rất nhiều thân tơ đấy. Toàn hàng loại thanh niên thôi. Rất là dễ ghép nhé. Đấy. Hoàng thảo ý ngọc này. 230.000 một cân. Mọi người mua 3 cân trở lên em bán 200.000. Hoàng thảo ngọc thạch 3 màu là 200.000 một cân. Mọi người mua 3 cân là 180.000. Đấy. Ngọc thạch 3 màu. Đấy. Hàng rất đẹp ạ. Bao đẹp cho mọi người nhé. Em còn có một ít hoàng thảo đùi gà. Khoảng 3 cân rưỡi gì đấy. Đấy, hoàng thảo đùi gà em bán là 200.000 một kg ạ. Trong này là hoàng thảo mối tua em bán xả hàng 100.000 một cân này. 100.000 một cân hoàng thảo mối tua. Hoàng thảo phi điệp vàng, loại này loại rụng lá này và cũng đang có rất là nhiều nhiều nụ này. Đây. Rất là nhiều nụ. Rất là nhiều nụ và không hề hỏng một tí nào đâu nhé đấy ạ. Loại này thì em bán giá là 120.000 một kg. Mọi người mua từ 3 kg trở lên em bán 100.000 một cân. Hoàng thảo phi điệp vàng loại rụng lá. Và loại này thì khi mà cô chú anh chị các bạn mua thì sẽ được rất là lợi về kg. Bởi vì là kiểu khi mà cô chú anh chị các bạn mang về ghép, kiểu gì nó cũng sẽ rụng hết lá. Đấy, nó chỉ trơ lại những cái thân như này thôi. Đấy. Thì nó sẽ rất là lợi về kg cho mọi người. Hai dề phi điệp vàng này em bán 400.000 một dề nhé. Rất là to. Đây, bán 400.000 một dề. Đấy. 400k một dề nhá.
Tiếp theo ở phía bên này em có lại về thêm giá hương đuôi cáo nhé, em bán 150.000 một kg. Hàng rất là to khỏe và đẹp nhé. Một cái cáo nguyên bản, một mẹ ba con. Một mẹ ba con, một cái cáo nguyên bản rất là đẹp nhé. Đấy. Một mẹ ba con. Cái cáo này em bán 350k ạ. Tiếp theo ở trên này em có hai cái combo to. Combo to khủng khiếp luôn nhé. Đây, mọi người xem đấy ạ. Hai combo này gồm có rất là nhiều loại lan, trên dưới 10 loại lan nhé. Thì một combo này thì nặng chắc là tầm khoảng 7 đến 8 cân đấy ạ, một combo này. Và em xin phép được bán một combo này là 1 triệu. Hai combo nhé, mỗi combo 1 triệu ạ. Đấy, gồm có em điểm danh qua nhé. Gồm có kim điệp, ý ngọc, ngọc thạch, môi tua, đuôi cáo, đuôi trồn, phi điệp vàng, quế nâu, kiều tím, kiều hồng, kiều vàng, đùi gà, đấy ạ, u lồi ạ. Đấy, rất là nhiều loại. Nên là một combo này em bán là 1 triệu ạ. Một combo này có thể ghép được tầm khoảng 15 đến 20 giỏ lan nhé. Và ở ngoài cùng này em có vài bó hoàng thảo long nhãn này. Hoàng thảo long nhãn, những bó này thì em bán giá là 100.000 một bó nhé. Em có 1, 2, 3, 4, 6 bó ạ. Em bán 100k một bó. Giới thiệu với mọi người, đây là những giò hài râu đang nụ. Đang nụ và đang hoa rất là đẹp ạ. Đấy. Cả một vườn hài râu của em nhé. Và em xin phép được bán theo chậu ạ. Mỗi chậu, ví dụ chậu 2 vòi hoa thì em bán 300.000. Chậu 3 vòi hoa thì em bán 400.000. Cho mọi người cùng giao lưu mọi người nhé. Đây, như giò này chưa có hoa này, rất là đẹp này. Đấy, mê ly luôn ạ. Đây, giò này có 2 vòi hoa này đang nụ này. Và giò này còn ở trong này duy nhất có một giò có 6 vòi hoa này. 6 vòi hoa rất là đẹp đấy ạ. Mọi người mua mua giò như thế nào và giò bao nhiêu vòi hoa thì cứ ai nhắn tin cho em nhé, hoặc là gọi điện cho em. Đây, rất là nhiều giò đẹp nhá. Giò này có 2 vòi hoa đang nụ này, đương nụ này. Và bên xa xa kia là những giò kiều. Đấy, những giò kiều thì nó có giá trị tầm khoảng từ 600 đến 900 nghìn một giò. Đấy, có giò sẽ là 1 triệu, 1 triệu 2. Đấy, mọi người lấy giò khoảng bao nhiêu tiền và bao nhiêu thân thì cứ hãy gọi điện cho chúng em để chúng em lựa cho. Hài râu cực kỳ đẹp nhá. Đấy, như giò này 6 vòi hoa. Giò này thì em bán tầm khoảng 1 triệu ạ. 6 vòi hoa rất là to. Giò này rất là to đấy. 6 vòi hoa cực đẹp luôn ạ. Loại này thì rất là lâu tàn. Độ bền của nó được tầm khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng cơ. Đây, em giới thiệu qua một chút những cái giò kiều. Rất là to khủng khiếp ạ. Đấy. Những giò kiều và những giò sơn thủy tiên nhé. Sơn thủy tiên ở bên trong ạ. Đây là những giò sơn thủy tiên đây. Đấy, những giò kiều bên trong kia cực đẹp. Sơn thủy tiên thì em cũng bán giá từ 600 đến 900 một giò. Đây, ví dụ như ở đây có giò sơn thủy tiên rất là đẹp này. Bên này là chuỗi ngọc nhé. À, chuỗi ngọc em cũng bán giá như thế. Chuỗi ngọc thì em cũng bán giá từ 600 đến 1 triệu một giò. Đợt này em bán nó khá là thưa thưa vãn vãn rồi nhé. Do vườn em quá chật nên là chúng em bán bớt đi để vào một vụ mới. Ví dụ những giò này rất là đẹp này. Mọi người lấy giò tầm như thế nào thì cứ báo chúng em. Đấy, ví dụ những đây những cái giò tam bảo sắc này em ghép này. Đã thuần được khoảng 5 năm rồi ạ. Đấy. Tam bảo sắc, những giò tam bảo sắc thuần lâu này thì em cũng bán giá là từ 800.000 đến 1 triệu tùy theo giò. Ví dụ như là những giò này thì em bán tầm khoảng 800 này. Đây, bộ rễ của nó này.
rất là đẹp luôn, những giò như thế này đấy. Những giò chữ ngọc 1 triệu này, to khủng bố luôn ạ. Đây, chuỗi ngọc ở bên trong khu bên này em còn có nhiều một ít này. Đấy, trông như thế này thôi nhưng mà đến lúc nở hoa thì không phải nghĩ luôn ạ. Nhiều, cực kỳ nhiều hoa luôn ạ. Đấy, dòng này rất là sai hoa. Đấy. Đấy này, giò thủy tiên. Đây, những giò sơn thủy tiên tiền dưới 1 triệu đây. Đây. Mỗi giò như thế này đến vụ đương hoa thì của nó thì chắc chắn sẽ phải được tầm khoảng 20 đến 30 tay hoa liền. Thuần 4 đến 5 năm, 3, 4, 5 năm hết ạ. Mọi người lấy giò như thế nào hoặc là lấy tầm bao nhiêu tiền thì cứ báo cho chúng em. Đấy. Rồi phần tiếp theo em sẽ giới thiệu cái giá thể và cái vật tư để trồng hoa lan nhé. Đây là cái giớn bảng mà một trong những cái giá thể mà trồng cây ghép lan thân thuộc với những cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan. Một cái giớn bảng khổ 20-40 này em bán là 35.000 một cái. Giớn đĩa 25.000 một cái. Giớn trụ trong kia khổ 10cm, dài 40cm là 30.000 một cái. Đây, nó tận tít trong đấy em không bỏ ra đây. 30.000 một cái nhé. Còn giớn bảng khổ 20-60 em bán 45.000 một bảng. Đây, nó ở bên phía bên này. Rất là nhiều loại giớn nhé. Chậu trồng lan, chậu trồng lan này em bán 20.000 một cái. Chậu này chúng em tự đóng tự làm đấy. Và loại này thì em sẽ cung cấp số lượng lớn cho mọi người khi mà mọi người có nhu cầu. Mọi người có nhu cầu thì vui lòng điện thoại trực tiếp cho chúng em để chúng em lấy gian hàng. Tiếp theo đây là những cái móc. Tất cả mọi cái giá thể mà chúng em trồng lan để trồng lan ấy thì nó rất là nhẹ nhé, siêu nhẹ và siêu bền. Nên là nó rất là tốt cho các vườn lan. Và ở đây là những cái móc. Móc thì em bán theo kích thước chiều dài. Loại 60cm thì em bán 2.000. Loại 80cm em bán 4.000. Và loại 1m em bán 6.000. Bên trên này bên trên này là những cái phân dê chúng em đã ủ qua, xử lý qua vôi rồi đấy. Thì cái này thì em xin phép được bán là hôm nay em chỉ còn loại 40 với loại 50cm thôi nhé. Loại 40cm em bán 10.000 và loại 50cm em bán 12.000. Loại 40cm đây ạ, rất là đẹp và vừa vặn cho những cái giò lan nhé. Cái loại 50cm còn khá là nhiều đấy, 50cm. Loại 12.000 còn khá nhiều ạ. Tiếp theo hôm nay em lại lấy được một ít cây thuốc Staner. Staner này là một cái thuốc đặc trị vi khuẩn, chống thối cực tốt cho hoa phong lan nhé. Đấy. Em bán 30.000 một gói này. Đấy, B1 còn một. Đây, 30.000 một lọ. Cái thuốc này là thuốc trừ bệnh đây của Mỹ ạ. Máy của em bị mờ nên đấy. Em bán 30.000 nhé, tổng phổ bên này em bán 30.000 một cái. Em còn có 1 2 3 4 5 cái bag, cái vòi phun em bán nốt. Em bán 70.000 một cái này. Một trong ba công dụng mọi người có thể lắp vào cái ống nhựa là có thể phun được ngay. Đấy, có thể điều chỉnh ở các độ nước khác nhau. Chế phẩm Hùng Nguyễn tại sao? Là em bán đắt hơn bởi vì cái này vừa rồi em nhập đắt hơn một chút nên em bán đắt hơn. Đấy, em bán 30.000 một lọ này. Một hộp này em bán 300.000 nhé, tương đương với lại 10 lọ. Em còn có 3 hộp. Đây, em đã nhập với 3 hộp đây. Em bán 30.000 một lọ lẻ này. Và vừa rồi thì em cũng đã bán hết cái super xử lý nấm sinh học. Và phiên hôm nay thì em nhập về ít hơn và hôm nay em chỉ nhập về một lốc thôi. Một lốc nó gồm có bằng này hộp đây này. Một lốc nó có bằng này hộp. Vừa rồi em bán cho hai nhà vườn là hết ạ.
Đấy, còn lại từng chỗ này em dán lại đây, Super 999 là cái loại này là đặc trị nấm trên giá thể phong lan cực là tốt ạ. Thì nó có thể tiêu diệt được hơn 99% các loại nấm giá thể, các loại nấm trắng mộc nhĩ mọc trên cái giá thể của cây phong lan, của cái giá thể của kép lan ấy. Đấy, nó đặc biệt là nó không gây hại cho con người. Đấy, một cái lọ như thế này thì pha được phun được khoảng 10 đến 15 giò lan. Đấy, nó có hướng dẫn sử dụng ở trên này hết nhé mọi người nhé. Đấy, nó không gây hại cho con người đâu, nên là mọi người cứ thoải mái ạ. Em bán một cái lọ này thì một cái hộp này thì em bán 250k. Một hộp này em bán 250k. Đấy, tương đương với 25.000 một lọ này. Ok, em đã giới thiệu xong cơ bản về các loại giá thể cũng như các loại giống hoa phong lan mà phiên hôm ngày 20 tháng 8 em muốn giao lưu với mọi người. Thì chúng em chẳng biết nói gì hơn, xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người có một tuần làm việc mới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Em xin chào và hẹn gặp lại vào phiên bán hàng buổi sáng ngày mai ạ.